Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai trong trận đấu thứ tư. 1-0 trong trận đấu này dành cho các thủ team VTV rồi. Và trận xin lỗi là C nào thắng trận đầu và sau đó cứ để thua. Xúc. Đây là Roman trong tay của cầu thủ U98 ở trong cánh. Vâng, đội bạn có Seng. Ia Sengper và một Baby Long. Baby trong tay Yugi. He he là người cầm Seng. Cú sút cầm Ia và Per trong tay của game thủ Hoàng Công Nghiệp. Sẻ trận này là người cầm Rom. Mỗ trận này là người cầm Hit. Và U98 cầm Rom nữa. Và một Baby trong tay của anh Hào. Bãi quả của U98 đây. 98 cầm Roman trong cánh. Và hai Rom trong cánh. Sẻ cũng trong luôn. Và bên mình hai Rom trong cánh. Gờ mõ. Và Hit Tite nhảy ra bên ngoài. Và anh Hào cũng ở bên ngoài luôn. Và hai Rom trong cánh. Baby Hit ở ngoài. Bên đội bạn là Ia Sengper và một Baby Long. Sắp xếp khá tù dành cho các thủ team Genvi trong trận đấu thứ hai trận đấu thứ tư. Và đây Hitty của Mỗ có hai con heo về thôi. Mạnh Hào, Baby Long. 15/20, có voi này. Một đôi không? Không, chỉ là một voi dành cho cái thủ Mạnh Hào thôi. Đây là máy của cái thủ U98, bầy heo đầu và một đôi voi. Bài tươi. Và như vậy U98 bài đẹp nhưng mà không dám nói to. Mạnh Hào đang hỏi U98 bị thằng nào cắt lưỡi rồi. Câu đôi voi về. Rồi. Có quả phụ cho U98. Vâng, có quả phụ rồi. Bài đấu chuẩn đến từ game thủ U98. Thông tin báo về có nhà 6 giờ. Rồi. Hai mươi ba dân ở cho U98 chuẩn bị kích đời, kinh rất là rồi. Vâng, 70. Anh Hào ra check in xem thằng nào đi, thằng nào dưới 6 giờ đấy. Vâng, xẻ đi sao? Úi rồi, bịp. Vâng, 2, 4, 5. Vâng, IA 6 giờ. Xẻ dâng lờ cho Mỗ. Vâng, kích đời hơi muộn nên xẻ với 25 dân. Lên đời muộn lực khỏe nhá. Dò thêm vòng nữa. Và còn bãi quả phụ bên ngoài. Đây là máy của em thủ U98. U98 lên đời sớm nhất bản đồ. Và chúng ta cùng xem U98 chơi như nhà IA trong góc 6 giờ. Và quân là xấu hơn. BL. Vâng, đang hơi thiếu gỗ. BM để cho U98. Ok. Một trận đấu mà kích 9 này cho U98. Thông tin báo về Pơ dâng L vào thẳng nhà Mỗ luôn. Bắt đầu đi ăn vàng. Vâng,
Vâng, mỗ bảo về là pơ dâng, à xẻ bảo về là pơ dâng lờ vào nhà mỗ. Mỗ bảo nó cắn chết anh rồi thì xẻ lại bảo nó cắn chết em trước rồi. Thế ông nào bị cắn? Công nghệ đi em ơi. Vâng, lên cái giáp trước. Đẩy dò trong 6 giờ. Ai à, kính ở boy mắc binh đấy. Đâu rồi? Ông Hào này bịp rồi. Chạy sát vào em ơi. Đây đang lên nhá. Thấy rồi nhá. BB và dân. Tụi bạn đang chuẩn bị đóng S ăn vàng. Màu 2 đó chính là game thủ Tú Xuất, người cầm Yamato bên phía đối phương. Mỗ bên kia thì đang bị chơi rồi. Kích bánh xe dành cho game thủ U98. Đội bạn có giò. Giò công giáp luôn đấy. Chất lượng đấy nhá, 1P đến từ U98. Trong gió đây mà máy của game thủ chim sẻ nhắng. Sẻ sẽ vào lấy Tamper luôn. Đây, màu 4. Xúc luôn đi. Cẩn thận, lộ dân đấy. Đây, bãi vàng đây, BA đi. Một BA để ôm bom vào bãi vàng nhà màu 4. Và Mạnh Hào cũng có mặt ở đây luôn. Hai nhà chơi với nhà người Persian bên phía đối phương. Game thủ Hoàng Công Nghiệp tiếp tục chọc đi. Vâng, mỗ chỉ cần giữ được mạng thôi là tươi lắm rồi. Nhưng khả năng cao là mỗ không giữ được đâu. Tiếp tục chết. Rồi, như vậy là sẻ cũng bị vào lấy tham luôn. Đi vào và mỗ không nói gì. Tiếp tục chết dần đến từ cả màu 4 này. Chết hết rồi mới bảo vào trong. Hào ơi, chạy dân qua BL của màu... À đây, BL màu 7. Nhầm. Không phải BL màu 4. Sẻ có bánh xe và té đi. Cho T vào bắn bãi vào màu 4 nào. Mỗ tham bao nhiêu? Đây là mỗ tham lai 24/40. Rất yếu. Pơ thì fit rồi. Nhưng bên mình cũng... Hitty cũng rất yếu khi chưa có bánh xe. Pơ đang đi. Mỗ làm vài cái ruộng ở đây thôi. Sóc 2A. Vâng, đang bị chém nhấc bệ. Rồi, máy của anh Hào tạm lại 30/40. Và đang muốn vào nhà màu 1, game thủ Yugi Babylon. He cầm xe ở đâu đây? Vâng, như vậy là xe đầu cánh mỗ. Và xe đẩy luôn mỗ rồi. Máy của game thủ gầm mỗ. Vâng, nhìn cái e biết ngay là he. Vâng, bị he đẩy luôn. Trong đó thì Hào đang chém được màu 1 Yugi. Cho sẻ trăm gỗ. Đội bạn đã bo lại rồi. Đang đi được cung đầu của game thủ Yugi. Chém đi. Đang ở trong nhà màu 1 này. U98 sao rồi, chém được ai cho em? Đây, U98 tham lai 32/36. Công phu lên nhà màu 2. Đây là mỗ 24. Sẻ. Rồi chém cái ruộng kia để cho vào cái. Rồi sẻ cũng vào đây luôn. Vào đây, vào đây, vào đây. Vào luôn đi, vào luôn đi. Giải quyết xong 1-1 đi, còn để mình he đấy. Tính sau. Rồi chém chết Yugi đã. Quần xấu hơn rất nhiều. Chúng ta đã chém rất cố gắng rồi. Đến đâu thì đến thôi. Yugi đang tụ quân bên trong. Lao vào chém luôn. Vào ruộng chém. Yugi chắc chắn chết tuần này. Vậy e đỡ ruộng đến từ Yugi. Tiếp tục là những con nông dân của game thủ Yugi phải nằm xuống. Dân của anh Hào còn chạy đến đây làm gì nữa đây. Rồi tiếp tục chém dân đi. Sẻ tham lai 25. Chém rát thật. Đã chém rất là rát. Nhưng he vẫn còn to. He chưa mất gì luôn. Lại vào đi. Đây này, cung R đang tụ đây này. Rồi anh Hào vào đi. U98 khỏe lên em ơi. Rồi 98 đang bị pơ tạt một tơn. Phu kìa, phu kìa. Phu tơn này được là thủ thoải mái luôn em ơi. Máu 2 chết rồi nhá. Rồi phu được đến cho cái thủ U98. Mỗ có hồi được không? Máy máy của G mỗ. Mỗ tham lai 29/44. Tạm thời vẫn giữ được khoanh ruộng của mình, có quân. Có cần mỗ đi bắn không? Mỗ vẫn có cung R này. Cẩn thận he nó đẩy em đấy 98 ạ. Vâng, anh Hào đang vẩy he để bắt màu 1. Hay quá. Hết gỗ rồi.
Yugi chết hết cung L trong tuần này. Rất ghê đấy từ anh Hào, bạn thấy tình huống vậy này. Kinh thật. Vâng, bãi vàng của anh đang bị chém. Sửa đi thôi. Đây là máy máy của sẻ. Vâng, màu 2 chết hết dân này. Màu 1 cũng chết hết dân luôn. Ô, tươi, còn mỗi màu 3 he thôi. Soi tham cái sẻ. Vâng, thông tin báo về tham mình đè lên luôn. Ô, màu 3 đi. Tất cả lao lên màu 3 không. Vâng, máy máy của gờ mỗ. Tham lai là 36/44. Vâng, máy máy của anh thủ U98 cũng sẽ lao lên. Sẻ bảo là U98 có thể vứt nhà luận được đến 12 giờ. Nhà bị chơi kìa, phô đâu. Vâng, có một chém một ngựa giò thôi. Vâng, Mạnh Hào đang chửi kinh thế hả rồi. Vâng, tôi đang thấy hoang mang quá. Vâng, Hào chém điên quá rồi. Vâng, ông này bệnh thật. Lên 12 giờ đi. Ôm nó đi. Đến rồi, từ từ bộ. Chưa gì đã lao vào. Hè đang tăng A nhá. Vâng, bộ tham lai 4 xịch này. Trần Đại ưng đấy. Cùng nhiều nhá, anh em lao lên đi. Ôi, cho ngu 98 ở nhà cũng được. Ở đây nó đến nơi rồi. Đâu rồi, anh em đâu rồi. Đây này, he bị bắt một tên cung bên ngoài này. Rồi, chơi. Sẻ lao lên. Lao lên. Chém nó. Ôi trời ơi. Mỗ là... mỗ ngáo thật. Vâng. Cung rời nhưng mà cứ dí vào trong để vào trước. Trong khi đó thì Mạnh Hào vào chém luôn. Không phải giải thích nhiều. Mỗ bắn đi. Đáng bắn rồi. Vâng, he tên này đang đứng và hưởng thụ tên ôm của game thủ team GTV. Và chắc chắn chết cho he rồi. Mỗ kinh quá, vâng, cung giờ và ông hổ báo lao vào chả chết thì sống thế nào được mà chả chết. Vâng, đây là sẻ tham lai 14. Tất cả lao vào chạy hè, mỗ dí sâu cung giờ và bắn lên, nó còn ở trong kia. Vâng, chết đến từ hè rồi, chết chặt, không thể đỡ được. Vâng, đây là mỗ tham lai, bên mình bị đè. Hết con rồi, chém dân đi. Mỗ nâng chặt gỗ 2 luôn. Và chém dân đi. Vâng, bây giờ mỗ 4 A đều rồi. Và máy máy của game thủ U98 xem tham lai như nào. Ô đây 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 đây, U98 nó bắt ở đây rồi. Hay quá em ơi. Và 400 gỗ rồi U98, 98 vẫn còn tham nhá. Luộc hết dân của he đi. Máy máy của game thủ gờ mỗ tham lai của anh là 47/52, 4 A đều thôi. Bo nhỏ những khu vực làm ăn lại và sóc đều cung ra. Bây giờ sau tên này thì mỗ sẽ phải về cơ cấu để phát triển to lại. Vâng, đang bị màu 4 chém lại với 3 con lạc đà đến từ người cầm Persian bên phía đối phương. 3 con lạc đà thôi. Vâng, trong khi đó sẻ vẫn đang đi đuổi he he. Đuổi bằng chết he luôn. Vâng, dân của he ở đây là cực kỳ đông. He định làm gì đây? Vâng, he có 2 con cung L. Thông tin báo về tham cân. Bịp quá. Vâng, truy sát theo dân của he. Vâng, sẻ vẫn đang cố gắng kiên trì đuổi theo dân của he để không cho he hồi. Tham 8 đến từ sẻ thôi. Vâng, trong khi đó đây là gờ mỗ. Tham lai của anh đã là 36/60, bị màu 2 và màu 4 vào ốp khoanh ruộng. Vâng, cung L có giáp chưa đây ông thần? Vâng, cung L có giáp 2 thôi, mỗ đứng lại thi đấu luôn. Vâng, đây là cung L Hitty đấy. Vâng, Hitty mà đội bạn cũng lao vào chém luôn này. IA cũng chém này, Pơ cũng chém này, vừa bắn vừa giật đi. Mỗ này ngáo thật. Vâng, tham lai tụt phát còn 24 đến gờ mỗ. Vâng, đây là Mạnh Hào, chém! Không vẩy được, nó chạy rồi. Chém đi, chém nó đi. Vẩy đi sẻ. Vâng, máy của anh thủ chim sẻ đáng được bơm gỗ để có thể vẩy he, bắt he he. He vừa bị vẩy một tên đau quá. Vâng, tiếp tục chém he đi. Tham lai là 8 đứa sẻ thôi, nhưng mà lượng kinh của sẻ thì cực kỳ móc bình. Vâng, tham bên mình đang đi lên. Vâng, máy của game thủ U98 cơ cấu khỏe lên em ơi, vâng, bị nó chém lại kìa màu 2 này. Vâng, tham lai của chúng ta đang là 35/72, tham to nhất bản đồ hiện tại. Chắc chắn là như vậy. Mỗ báo về là nó hồi giữa bản đồ kìa. Tham 26 đến từ mỗ thôi, trận đấu rất lầy lội. Vâng, mang đậm phong cách nhảy nhụa đến từ gờ mỗ và Mạnh Hào. Vâng, tham 26 thôi, đây dân của he ở trong nhà còn 2 con, bắn nốt đi. Vâng, thông tin báo về màu 1 đang hồi lại Yugi. Bây giờ lại quay lại chơi màu 1 à? Hay là như nào? Vâng, hết quân rồi. Liệu chơi được màu 1 không? Khô máu đến từ team GameTV rồi. Mỗ đưa tân quân lên sang màu 1, xem màu 1 nó ở đâu đi. Vâng, đây là máy Mạnh Hào. Màu 3 vẫn đang chạy loang quang giữa bản đồ đó chứ là he. Chỉ ăn với chạy thôi. Vâng, tìm he đánh cho he chưa chừa luôn.
Và màu 1 rất to. Màu 2 cũng đang hồi lại với bài cầm Yamato. Vâng, thế trận này vẫn khoai đấy. U98 tham lại 39 trên 80 rồi. Đây, màu 1 đang ở đây. U98 bị phát hiện cái hốc này rồi. Đóng một cái A ra làm gì đây không biết. Thôi bơm đồ cho U98 lên 4 đi. Trẻ ơi, bơm đồ cho U98 lên 4 đi. Khó rồi, nhường đi. Tỷ số của mình là một đều trong trận đấu thứ tư. Vâng, chém cái bung bét rồi vẫn thua. Vâng, sau turn off và vâng, he gặp tam luôn thì bên mình bị đè. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trận bản lề trận đấu thứ tư.